Kính thưa quý vị, chúng ta ngược dòng thời gian vào tháng 1 năm 1990 tại thành phố San Diego, họ đón nhận một gia đình mới đến hội nhập với cộng đồng người Việt thành phố San Diego. Kính thưa quý vị, đó là gia đình của chị Ngọc Điệp mà hôm nay kém may mắn thì ông xã của chị không còn nữa. Chị Điệp, chị nhớ lại cái ngày đầu tiên chị đến Mỹ sao chị Điệp? Dạ thưa anh Đoàn Trọng, kính thưa quý khán giả. Chị, cái tâm trạng lúc những cái lúc ở trên máy bay thì nó rất là buồn, tại vì mình chưa biết cuộc sống mới mình như thế nào và phải xa gia đình, xa mẹ già ở bên đó. Rồi khi xuống đến San Diego thì cái tháng là tháng Giêng nên biết cái không khí rất là lạnh. Nhưng mà sau khi cái lạnh ở thời tiết bên ngoài thì chúng tôi cảm thấy rất là ấm tình người. Vì chúng tôi ngoài nhận được cái tình thương của gia đình đến đón tất cả các em của nhà tôi đến đón, thì chúng tôi được cộng đồng người Việt ở San Diego ra đón. Dạ, cho nên từ cái lạnh của thời tiết làm cho chúng tôi cảm thấy rất là ấm lòng. Nhưng mà ấm thì ấm cho chị Điệp, mà cả một cái cuộc sống của một cái thế giới nó khác, qua bên này khác, rồi tất cả những điều kiện từ ngôn ngữ, cuộc sống, ngay cả thức ăn, rồi gia đình của chị đến đó, cũng phân vân không biết tương lai mình như thế nào. Lúc đó chị có được bao nhiêu người con rồi chị Điệp? Dạ thưa, lúc đó thì chúng tôi đã có được ba cháu. Ba cháu. Vì trước 75 là tôi có cháu Hoa, được 2 tuổi, thì anh ấy đi tù. Thì anh về xong tôi sanh một cháu gái thứ nhì, và 5 năm sau tôi sanh một cháu gái thứ ba, cháu trai thứ ba. Và lúc đó thì cháu trai cũng mới được có 2 tuổi thôi. Rồi hai vợ chồng đến định cư tại Hoa Kỳ, rồi suy nghĩ cuộc sống tương lai như thế nào không? Chị nghĩ như thế nào? Dạ thưa anh, thì cái việc đầu tiên á, về tương lai thì mình đã trải qua những ngày gian khổ ở trong nước rồi. Sau khi mà mất nước rồi, thì đối với những ngày khó khăn đầu tiên ở nước Mỹ, đối với chúng tôi không phải là cái khó. Thì quá hay. Chị, như vậy thì gia đình chị quá nhiều nghị lực rồi. Tại vì anh biết trong khi sau ngày mất nước, tôi một thân phải nuôi con dạy và phải nuôi em và nuôi mẹ, rồi đi nuôi chồng ở trong tù nữa, chúng tôi vẫn kiên cường và vượt qua được. Thì khi mà qua đất Mỹ này, chúng tôi bên cạnh tôi có nhà tôi và ba đứa con, thì cái điều đó đối với chúng tôi không phải là khó. Là dĩ nhiên chắc là có cơ hội chúng tôi sẽ nói đến một cái phần cuộc đời của những người vợ của những người tù sau năm 1975. Nhưng hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng thôi, chuyện buồn được có nhắc đến làm gì nữa. Xin lỗi chị Điệp, tôi đi vào một cái phần riêng tư của cuộc sống của quý vị. Nhưng mà cái chuyện gì nó rồi thôi, biết sao bây giờ chị Điệp. Anh Phán, thế cái lúc anh đến ở thành phố nào đầu tiên anh Phán? Tôi đến ở San Francisco. San Francisco. Với một người tốt nghiệp trường sĩ quan võ bị Đà Lạt, bị giam cầm trên 12 năm rưỡi tù, anh còn hứng thú để tiếp tục con đường của anh nữa không? Hay là thấy cũng chán quá rồi hay sao? Anh muốn nói tiếp tục con đường gì? Là trên đường qua Mỹ này, anh nghĩ rằng anh phải lấy lại phong độ của ngày cũ hay sao? Hay là muốn phải, anh phải làm sao? Tôi không muốn nói ý anh nói trả thù, nhưng mà ý nhất anh phải, I gotta do it, anh phải làm cái điều đó phải không? Đúng thế. Khi bước lên máy bay, và khi vừa máy bay lăn bánh thì tôi cầm tay bà xã tôi nói rằng địa ngục thực sự khép lại và thiên đường thực sự mở ra. Với tôi đó là thiên đường mở ra. Tôi không cần biết ngày mai đến nước Mỹ tôi phải làm gì, cuộc sống sẽ ra sao, nhưng tôi biết chắc chắn một điều là cuộc sống đó tốt đẹp hơn ở Việt Nam, bởi vì tôi có hít thở được tự do là cái quý giá nhất trong đời. Tôi có niềm tin tôn giáo, tôi được thờ phượng mà tôi không phải lo. Đó là những cái quý giá nhất. Trên bà xã tôi, bà cũng phải lo lắng, nhưng tôi nói rằng đừng có lo. Cuộc sống ở Mỹ cho dù thế nào nó vẫn tốt hơn ngàn lần ở Việt Nam. Cho nên chúng ta coi đó là thiên đường. Và tôi bắt đầu qua cuộc sống cũng như bất cứ một người nào đến định cư ở Mỹ cũng phải trải qua những ngày tháng cơ cực, cũng phải làm đủ nghề để sống. Tôi vừa làm vừa đi học, vì lúc đó con tôi mới có 6 tháng. Đó. Nhưng mà rồi mỗi ngày mỗi dần qua chúng tôi đã vượt qua, và bây giờ tôi rất mãn nguyện vì mặc dù ở tuổi này tôi vẫn còn đi làm để nuôi cho hai cháu đi học đại học. Thế những người mà cùng với trường của anh, tất nhiên là trường Đà Lạt của anh, họ đón tiếp, họ chấp nhận anh, họ chia sẻ với anh cuộc sống mới như thế nào thưa anh Phạm? Thực ra khi qua đây tôi rất cảm động với tình người, không những người thân kẻ thù mà nhất người bạn. Khi trước khi biết tôi qua là người ta đã gửi về cho một ít tiền để làm đồ để đi đường, rồi là giúp cho tôi mà làm bữa tiệc để tiếp đón bạn bè Việt Nam, để tiễn dân các bạn bè tôi ra đi.
qua đây là rất nồng ấm. Tôi qua đây là được người ta tổ chức từ Bắc Cali, ở Nam Cali người ta lên đó, người ta tổ chức bữa tiệc ở đó, đón tiếp tôi. Và cũng dĩ nhiên là anh cũng biết là dĩ nhiên là với người mới qua thì người ta làm gì đâu, bạn bè người ta thể tình nghĩa qua qua một cái người 50, người 100 để cho tôi. Cái đó nó biểu hiện, mặc dù bây giờ mình nhìn lại nó không có 50 đồng, 100 đồng, nó không có giá trị, nhưng mà cái giá trị lúc đó rất lớn. Về mà cái giá trị quan trọng nhất là nó thể hiện cái tình bạn, tình thân, cái tình thân của ngày nào vẫn còn, mà bây giờ cái tình đó vẫn còn tới bây giờ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, vào những thập niên 60 cho đến cuối năm 75, trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam ở lên mức cao độ, cho quý vị biết rằng những người này là những người lớn lên trưởng thành trong chiến tranh, và có thể nói cả cuộc tuổi thanh niên của họ đã chôn vùi vào trong những cái trận chiến, trong những cái cuộc sống có thể nói là cùng cực. Nhưng kém may mắn cho họ sau năm 1975, dù kết cuộc như thế nào, họ phải trả dài cuộc sống của họ trong những cái chốn lao tù, mà hôm nay thì chắc là quý vị cũng đã biết cái đoạn đường của họ gian khổ như thế nào. Nhưng ngày hôm nay, nếu quý vị có điều kiện viết lại một trang sử mới của những người Việt đến định cư tại hải ngoại, chắc chúng ta không quên phần nào đóng góp của những người gọi là HO. Họ cùng gia đình họ chia sẻ, và có thể nói họ vượt lên tất cả mọi khó khăn để rồi đến bây giờ gia đình họ phần lớn đã đi đến chỗ thành công. Và hôm nay nhân kỷ niệm 25 năm ngày đến định cư tại Hoa Kỳ của những người đầu tiên HO, Radio Sài Gòn TV chúng tôi cũng dẫn chương trình mỗi tuần một vấn đề. Chúng tôi xin thành thật gửi lời chúc đến cho cả quý vị cùng với gia đình, và chúng tôi hy vọng rằng trong cuộc sống của quý vị thăng tiến nhiều hơn và lưu lại những cái tiếng tốt cho những người Việt chúng ta ở hải ngoại. Chắc anh Dũng cũng đồng ý với chúng tôi rằng là tuổi của các anh đến vào cái thời điểm vào những năm thập niên 90 qua đây thì có thể nói nó cũng nửa chừng nửa nạt nửa mở, rất là khó khăn để đi kiếm. Anh thấy rồi, hội nhập của đời sống mới có khó không? Dạ thưa anh Đoàn Trọng và thưa quý vị, như anh Trọng cũng đã nghĩ ra là chúng tôi qua thì dĩ nhiên là những ngày đầu tiên là rất là khó khăn. Yeah. Nhưng mà có một điều là chúng tôi quan niệm là mình bắt cái cầu cho con của mình. Cái vấn đề là tương lai của con chứ không phải là vấn đề là con làm mình nữa. Bởi vì lúc mà tôi qua Mỹ, tôi đi ở tù là 30 tuổi, mà tôi qua Mỹ là 49 tuổi. Tôi qua Mỹ là 49 tuổi. Thì là coi như là tôi chỉ có học mấy năm rồi 2 năm rồi tôi vào tôi làm ở Disneyland 20 năm. 20 năm qua đây làm việc 20 năm tôi luôn. Làm liên tục ở Disneyland 20 năm. Wow. Và tôi với vợ tôi cùng làm việc để 3 đứa con đi học. Tôi có 3 đứa con, đêm qua 3 đứa, 2 trai 1 gái. Và trong vòng mà 7 khi mà nó qua nó ráng nó học thì nó vào được Berkeley hết. Yeah. Vào được Berkeley, cho nên khi nó ra trường nó có một cuộc sống rất là tốt. Yeah. Cho nên khi tôi về hưu tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn nước Mỹ và cảm ơn đã cho gia đình chúng tôi có một cuộc sống rất tốt đẹp ở ngay bây giờ. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua một cái biến cố, một cái có thể nói một biến động của những người trẻ Việt Nam ở thập niên 60-70, và họ là những người gánh chịu nhiều đau khổ. Và hôm nay chúng ta vui mừng đón nhận họ là những người có thể nói đã hy sinh nhiều trong cái cuộc chiến vừa qua để cho chúng ta có được một cái ngày hôm nay. Quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giai đoạn.